tin bóng đá mới nhất hôm nay, Juventus quyết chiêu mộ 2 sao MU. Ban lãnh đạo Juventus đang lên kế hoạch để chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Edinson Cavani và Anthony Martial từ Manchester United. Bà đầm già thành Turin đang nỗ lực bổ sung vào hàng công. Cavani và Martial là những mục tiêu hàng đầu của họ. Được biết, MU đã bật đèn xanh để cả hai rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khi huấn luyện viên Rangnick muốn thanh lọc lực lượng. Dẫu vậy, cơ hội để Juventus thâu tóm cùng lúc hai ngôi sao trên là không quá cao. Cavani hiện đang đàm phán với Barcelona, trong khi đó Martial lại tỏ ra chưa sẵn sàng để gia nhập một đội bóng khác. Đó là những trở ngại bộ đại diện của Serie A phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra đề nghị chính thức. Thông tin chuyển nhượng khác, Newcastle đang quan tâm đến Dzeko. Theo như tờ báo Daily, Newcastle đang coi tiền đạo Dzeko là mảnh ghép đầu tiên trong quá trình lột xác ở mùa giải năm sau. Chính trẻ đang tỏ ra rất quan tâm đến ngôi sao của Inter Milan khi hàng công đội bóng này không có được sự hiệu quả cần thiết. Dẫu vậy, Dzeko vẫn cho là đang nằm trong kế hoạch của đương kim vô địch Serie A trong ít nhất một mùa nữa. Sao AC Milan lọt tầm ngắm của Tottenham? Tiền vệ Frankie Sai của AC Milan đang bất ngờ trở thành mục tiêu của Tottenham trong phiên chợ mùa đông tới. Kaiser sẽ đáo hạn hợp đồng với AC Milan vào cuối mùa này và đội chủ sân San Siro đang không muốn mất trắng người tiền vệ bởi về nhà. Bởi vậy, khả năng ra đi ở mùa đông này của Kaiser là khá cao. Được biết, ngoài Tottenham, PSG cũng đang rất quan tâm đến anh. Bayern Munich muốn chiêu mộ Haaland. Chủ tịch của Bayern Munich mới đây đã lên tiếng phủ nhận hôm sáng muốn chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland ở mùa giải năm sau. Chúng tôi không quan tâm tới Haaland. Chúng tôi đang sở hữu Lewandowski, tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy sẽ chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa. Chúng tôi rất vui khi có Lewandowski và đó là sự đảm bảo cho các bàn thắng. Bởi vậy, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không cần Haaland trong thời điểm này. Người đại diện của Eriksen bức xúc khi ban tổ chức Serie A. Như vậy là sau nhiều lần đàm phán, tiền vệ Christian Eriksen cũng đã đạt thỏa thuận cuối cùng chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Inter Milan. Sau khi dân chủ trở thành cầu thủ tự do, người đại diện Martin Stoll đã tỏ ra khó chịu và bức xúc với cách xử lý của ban tổ chức Serie A khi cho rằng Eriksen hoàn toàn có thể ra sân ở bất kỳ giải đấu nào trừ Serie A. Tôi không hiểu quy định của Serie A. Eriksen đã ra sân trong các buổi tập của Inter Milan và hoàn toàn đầy đủ giáo án như các đồng đội khác. Thế nhưng chỉ Serie A mới cấm anh ấy ra sân. Eriksen có thể đá thoải mái ở bất cứ giải đấu đỉnh cao nào, Martinsko bức xúc khẳng định.